các nước châu Á đang cai nghiện đồng đô la Mỹ như thế nào? Suốt 3 năm qua, đồng đô la Mỹ liên tục tăng giá. Với các nước châu Á, điều này làm tăng áp lực lạm phát và khiến cho dòng vốn chảy ra khỏi nhiều nền kinh tế. Chính vì lẽ đó, ngày càng nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực đang tìm cách giảm sự phụ thuộc của đất nước họ vào đồng bạc xanh. Nhưng liệu có phương pháp nào khả thi? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đồng đô la Mỹ bén rễ sâu ở thị trường châu Á. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim từng nói với Nikkei Asia rằng tăng trưởng tốt, tỷ lệ thất nghiệp thấp, lạm phát thấp và các khoản đầu tư đang đổ về đất nước. Vậy tại sao giá đồng ringgit lại thấp? Điều này đang đi ngược lại các nguyên tắc kinh tế cơ bản, Thủ tướng Ibrahim nói và chỉ tay về phía Washington, lý do chính là Fed. Trước tiên, hãy đặt vấn đề tại sao chính phủ các nước và dân chúng lại cần giữ đô la Mỹ. Là vì cho đến nay, đô la Mỹ nhận được sự tín nhiệm cao của dân chúng và chính phủ các nước. Do đó, đô la Mỹ không chỉ làm phương tiện thanh toán được chấp nhận rộng rãi, mà còn là tài sản lưu giữ giá trị vì ít mất giá trị bởi lạm phát so với nhiều đồng bạc khác. Đô la Mỹ được tín nhiệm cao vì sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ trở thành bá chủ kinh tế thế giới, đặc biệt là qua việc viện trợ các nước châu Âu, Nhật Bản và các nước châu Á xây dựng lại và phát triển đất nước. Đô la Mỹ cũng trở thành phương tiện trao đổi và dự trữ chính của các nước trên thế giới và là phương tiện đầu tư vào thị trường tài chính ở nước Mỹ. Ở thời vàng son, đô la Mỹ chiếm tới 85% dự trữ ngoại tệ của thế giới. Nhưng từ những năm 1968, sự chi tiêu quá đà nhằm phục vụ chính sách xây dựng một xã hội vĩ đại của Tổng thống LBJ Johnson, cùng với chiến tranh Việt Nam thông qua việc in tiền mà không tăng thuế, đã đẩy lạm phát lên cao trong thời kỳ 1965-1990. Trong đó, giai đoạn 1969-1982, lạm phát thường trên 5% mỗi năm, còn năm 1980 lên tới trên 14%. Chính lạm phát đã làm mất giá đô la Mỹ, khiến đô la Mỹ giảm tín nhiệm. Dân chúng và các tổ chức tài chính đã phải kiếm nơi trú ngụ an toàn hơn, làm giảm thị phần của đô la Mỹ trong dự trữ quốc tế, chỉ còn 45% vào năm 1990. Khi tình hình lạm phát cao được chặn đứng, tỷ lệ sử dụng đô la Mỹ làm dự trữ tăng trở lại trên 70%, nhưng rồi giảm dần xuống 58% vì sự cạnh tranh của đồng euro ra đời năm 1999 của khối Liên minh châu Âu EU. Theo nghiên cứu do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ công bố, khoảng 3/4 thương mại châu Á được giao dịch bằng đồng đô la. Khoảng 50-60% tiền tiết kiệm ở châu Á, bao gồm dự trữ của ngân hàng trung ương, tài sản của quỹ đầu tư quốc gia và tài sản tư nhân, được giữ bằng đồng đô la. Các khoản vay cũng thường được tính bằng đô la. Do đó, những thay đổi về giá trị của đồng đô hoặc lãi suất tính theo đồng đô sẽ ảnh hưởng đến tài sản và nợ của châu Á. Theo Satya Jit Das, cựu nhân viên ngân hàng và đồng thời là tác giả của cuốn A Banquet of Consequences Reloaded và Fortunes Fall, Australia Stresses, chính sách tài chính và tiền tệ không mấy tích cực của Mỹ đã khiến sức mua lâu dài của đồng đô la không được đảm bảo. Giá trị thực tế của các khoản đầu tư bằng đồng đô la ở châu Á vẫn còn nhiều nghi vấn. Việc Trung Quốc bán 805 tỷ đô la trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng do giá chứng khoán sẽ giảm và tỷ giá hối đoái sẽ bị ảnh hưởng. Việc chuyển số tiền lớn về nước như vậy cũng có thể làm mất ổn định giá trị của đồng nhân dân tệ. Các nhà đầu tư lớn khác ở châu Á cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Điều quan trọng là các khoản thanh toán bằng đô la phải chạy qua hệ thống tài chính của nước Mỹ. Điều này cho phép Mỹ áp dụng luật của mình đối với các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài. Từ đó, Washington ngày càng sử dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế thương mại và thậm chí tịch thu làm vũ khí kinh tế. Chưa tìm thấy giải pháp thay thế hiệu quả. Theo Bloomberg, các đồng tiền châu Á hiện đang đối mặt với nhiều rủi ro bởi lãi suất cơ bản của các nền kinh tế trong khu vực nhìn chung đang có khoảng cách khá lớn so với Mỹ. Để ứng phó với thách thức này, các nhà hoạch định chính sách đã triển khai một số công cụ hỗ trợ đồng nội tệ, trong đó bao gồm việc can thiệp thông qua thị trường trái phiếu. Hồi đầu tháng 10 năm 2023, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI thông báo sẽ bán thêm trái phiếu để thu hút tiền mặt, giúp đẩy giá đồng rupee. Trước đó, trong tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Indonesia cũng phát hành một loại trái phiếu mới bằng đồng nội tệ nhằm thu hút dòng vốn chảy vào. Ông Eddie Chung, chiến lược gia, Ngân hàng Đầu tư Credit Agricole CIB cho biết, việc Indonesia và Ấn Độ phát hành thêm trái phiếu có mức lợi suất cao hơn để thu hút dòng vốn đổ vào là một cách để bảo vệ đồng nội tệ mà không phải dùng tới dự trữ ngoại hối. Đây là một cách làm khá hiệu quả.
Còn tại Trung Quốc, nhiều biện pháp bảo vệ tỷ giá cũng đã được triển khai, từ phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng nhân dân tệ mức kỷ lục, cho tới tăng lãi suất các khoản vay qua đêm bằng nhân dân tệ giữa các ngân hàng ở Hồng Kông, Trung Quốc. Những biện pháp trên không chỉ giúp hạn chế biến động tỷ giá, mà còn giảm bớt lượng dự trữ ngoại hối mà các ngân hàng trung ương phải bán ra để hỗ trợ đồng nội tệ. Tuy nhiên, quá trình phi đô la hóa khó có thể tiến xa trong thời gian tới, Satyajit Das nhận định. Điều này có thể được giải thích một phần bởi mô hình mà các nhà kinh tế gọi là bộ ba bất khả thi Mundell-Fleming. Mô hình này cho rằng các quốc gia phải lựa chọn giữa việc duy trì chính sách tiền tệ tự chủ, cho phép dòng vốn tự do di chuyển, hoặc có tỷ giá hối đoái cố định. Trong đó, chỉ hai trong số ba yếu tố này có thể đồng thời đạt được. Ngoài ra, còn có nghịch lý Triffin. Để tiền của một quốc gia có thể hoạt động như một đồng tiền dự trữ toàn cầu, quốc gia đó phải sẵn sàng chấp nhận thâm hụt thương mại lớn để cung cấp đủ nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu dự trữ bằng đồng tiền đó của thế giới. Các tiêu chí thiết yếu khác để xác định vị thế của một đồng tiền dự trữ bao gồm thị trường vốn sâu và thanh khoản, chất lượng tín dụng cao, cơ chế thanh toán bù trừ, lưu ký và chuyển nhượng phù hợp, có tính quản trị mạnh mẽ, khả năng thực thi pháp lý của các thỏa thuận và được chấp nhận toàn cầu. Ngoài ra, các đối thủ tiềm năng, chẳng hạn như đồng nhân dân tệ và đồng euro, không đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn. Điều này có thể là do những người ra quyết định không sẵn sàng thỏa hiệp việc kiểm soát kinh tế quốc gia ở mức độ cần thiết, kết quả là không có sự thay thế rõ ràng nào cho đồng đô la. Thực tế, hệ thống dự trữ quốc tế hiện vẫn là hệ thống do dự trữ của Mỹ thống trị. Như thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đô la Mỹ chiếm 58,36% dự trữ ngoại hối toàn cầu trong quý 4 2022, cao hơn gấp đôi tỷ trọng của đồng euro 20,5%, đồng tiền được nắm giữ nhiều thứ hai trên thế giới. Cho đến nay, vai trò của đồng bạc xanh với tư cách là một đồng tiền dự trữ và thương mại toàn cầu vẫn khá là vững chắc. Nhận định về vị thế của đồng đô la Mỹ, các nhà phân tích cho rằng đồng bạc Mỹ sẽ không bị truất ngôi trong tương lai gần, đơn giản vì hiện tại không có bất kỳ lựa chọn thay thế nào. Đồng tiền chung châu Á là khó khả thi. Một khả năng trong tương lai có thể là một đồng tiền chung châu Á giống như đồng euro. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 năm 2023, hai bên đã hồi sinh một đề xuất tồn tại trong hàng thập kỷ, thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á để giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Cụ thể, ông Tập nói với ông Anwar rằng Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về Quỹ Tiền tệ châu Á. Nói trước Quốc hội Malaysia ngày 4 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh không có lý do gì để Malaysia tiếp tục phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ cả. Hiện tại, Ngân hàng Trung ương Malaysia đang làm việc để tạo điều kiện cho hai quốc gia đàm phán về các vấn đề thương mại bằng cách sử dụng đồng ringgit và nhân dân tệ. Sáng kiến của Thủ tướng Anwar, kiêm Bộ trưởng Tài chính, được đưa ra chỉ vài tháng sau khi các cựu quan chức ở Singapore thảo luận về những gì các nền kinh tế trong khu vực nên làm để giảm thiểu rủi ro khi đô la Mỹ đang ở thế mạnh khiến cho các đồng nội tệ suy yếu. Ông Anwar giải thích thêm, ý tưởng về việc thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á có từ khi ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính vào những năm 1990. Vào thời điểm đó thì ý tưởng của ông đã không đạt được sức hút vì đô la Mỹ vẫn được coi là đồng tiền mạnh. Tuy nhiên, các quốc gia châu Á với nền kinh tế và văn hóa rất khác nhau, khó có thể chấp nhận sự hội nhập chính trị và tài chính cần thiết để củng cố một khối thống nhất. Một lựa chọn khác được Thủ tướng Anwar và những người khác ủng hộ là quy định thương mại xuyên biên giới bằng nội tệ, nhưng điều này rất khó thực hiện. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu mỗi bên sẽ ưu chuộng đồng tiền của mình dẫn đến bất đồng. Ấn Độ nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu giao dịch được tính bằng đồng rupee, điều này sẽ khiến Trung Quốc có lượng tiền dư thừa của Ấn Độ mà nước này sẽ phải tìm cách giải quyết. Ngoài ra, nếu thương mại được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ, Ấn Độ sẽ phải bù đắp cho khoản thâm hụt phát sinh. Sự phụ thuộc vào đồng đô la của châu Á là sản phẩm phụ của một mô hình kinh tế cụ thể và sự mất cân đối đi kèm mà nó mang lại. Kể từ khi bãi bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1973, chỉ có Mỹ mới có khả năng hoạt động như một đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mô hình phát triển châu Á dựa vào tiết kiệm nhiều, xuất khẩu cao và đồng tiền bị định giá thấp. Người châu Á đã cho phép Mỹ đóng vai trò là người tiêu dùng cuối cùng, đồng thời tận dụng tiếp thặng dư thương mại của họ bằng cách đầu tư vào tài sản của Mỹ, từ đó tiếp tục thúc đẩy chi tiêu của Mỹ một cách hiệu quả. Một số người gọi đây là mô hình Chimerica. Vì thế, theo nhiều chuyên gia, chừng nào đô la Mỹ còn chiếm đa số dự trữ ngoại hối toàn cầu, khó có thể nói rằng đồng tiền này sẽ bị thay thế. Wall Street Journal thì khẳng định, vị trí thống trị của đồng đô la Mỹ dường như vẫn được đảm bảo,
ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Cần quyết tâm lớn để cai nghiện đồng đô la. Việc giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la sẽ đòi hỏi phải xem xét lại nền kinh tế cơ bản của châu Á. Satyajit Das nhận xét, tiêu dùng trong nước sẽ cần phải thúc đẩy tăng trưởng và sự phụ thuộc vào xuất khẩu cần phải giảm. Ngoài ra, tiết kiệm quốc gia cũng sẽ cần phải giảm. Để đạt được điều này, có thể cần phải mở rộng mạng lưới phúc lợi, vì thói quen tiết kiệm của người châu Á một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm sóc người già. Sự phụ thuộc vào chi phí lao động thấp, lợi thế cạnh tranh chính của các quốc gia châu Á sẽ cần phải giảm đi. Tình trạng mất cân bằng thương mại cần được giải quyết bằng cách cho phép điều chỉnh giá trị tiền tệ. Vì các dòng vốn và thương mại có thể không được cân bằng hoàn hảo giữa các quốc gia, nên cần phải phát triển song song các thị trường vốn trong nước và xuyên biên giới bằng các loại tiền tệ châu Á để có thể bơm vốn cho các dòng thương mại và đầu tư. Điều này sẽ đòi hỏi phải giảm bớt rào cản đối với quy định sở hữu nước ngoài. Các bước thiết yếu khác hướng tới một mô hình kinh tế mới sẽ bao gồm củng cố các thể chế tài chính và cơ sở hạ tầng thị trường, cũng như cải thiện các quy định và quản trị. Washington sẽ ít có khả năng sử dụng đồng đô la để gây áp lực kinh tế khi cuộc chiến giành quyền thống trị toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định không nên buộc châu Á phải đưa ra lựa chọn giữa hai cường quốc trên toàn cầu. Để duy trì quyền tự do hành động của khu vực, việc giảm sử dụng đồng đô la trong thương mại là rất quan trọng. Để thực hiện được điều này sẽ đòi hỏi những thay đổi mang tính thách thức sâu sắc đối với các thỏa thuận chính trị, kinh tế và xã hội hiện có. Nhưng châu Á có rất ít sự lựa chọn. Nếu không tìm ra con đường mới, cơ hội tiến tới một thế kỷ châu Á sẽ không còn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha!